Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Bác sĩ cảnh báo, người bị say tàu xe là do đang mắc chứng bệnh này, cẩn thận không thừa. Thứ nhất, tại sao cơ thể lại có hiện tượng say tàu xe? Thứ hai, làm thế nào để thoát khỏi hiện tượng say tàu xe? Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Say tàu xe là kẻ thù của nhiều người với những triệu chứng điển hình như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn và nôn. Tại sao cơ thể lại có hiện tượng say tàu xe? Tiền đình là một bộ phận trong cơ thể giúp con người cảm nhận không gian, kiểm soát trạng thái cân bằng. Nhưng với những người quá mẫn cảm thì đây lại là một vấn đề. Khi đi tàu xe, tiền đình của chúng ta sẽ hoạt động mạnh hơn bình thường để cảm nhận không gian và vị trí tương đối của cơ thể. Tuy nhiên, cùng lúc đó, có hai giác quan khác là mắt và tai cũng hoạt động tích cực. Thông tin thu nhận từ ba cơ quan này không thống nhất, dẫn đến cơ thể mất kiểm soát thăng bằng và bắt đầu nôn nao. Theo các bác sĩ cho biết, người đi tàu xe bị say đều có liên quan đến chứng rối loạn tiền đình, một chứng bệnh nguy hiểm cho sức khỏe. Làm thế nào để thoát khỏi hiện tượng say tàu xe? Không nên nhịn đói khi đi xe. Khi bị đói bụng, rất dễ bị say xe. Vì vậy, bạn nên ăn một chút gì đó trước khi lên xe. Tuy nhiên, không nên ăn quá no. Bởi khi có quá nhiều thức ăn trong dạ dày, cơ quan này phải làm việc vất vả, tiêu hóa thức ăn liên tục sẽ khiến bạn dễ bị say xe hơn. Bánh quy. Ăn 2 đến 3 chiếc bánh quy khi bạn bắt đầu thấy buồn nôn và tiếp tục ăn chúng đến khi các triệu chứng say xe giảm. Bạn nên ăn bánh quy loại giòn vì chúng làm giảm lượng nước bọt trong miệng, ngăn cảm giác buồn nôn, nôn mửa. Tránh ăn bánh quy có vị cay, hành hoặc tỏi vì chúng có thể khiến các triệu chứng tồi tệ thêm. Sử dụng lá trầu không. Trước khi lên xe chừng 15 phút, bạn sẽ nhỏ lá trầu đặt lên rốn hoặc có thể chà xát nhẹ nhàng. Sau đó sử dụng vải dày cột miếng trầu cố định trên vùng bụng. Hoặc người đi xe có thể cầm theo trên tay lá trầu không, thi thoảng xé nhỏ lá và đặt lên mũi để ép mùi tàu xe. Uống thuốc chống say. Mỗi lần có kế hoạch đi xe đường dài, bạn có thể uống thuốc chống say xe trước khi lên xe khoảng 40 phút. Uống thuốc với nước ấm hoặc bổ sung thêm vitamin B1 để giảm thiểu khả năng bị say xe. Nhìn ra xe. Khi lên xe, nếu bị say thì nên hạn chế nhìn vào những vật gần, màn hình điện thoại hay đọc sách. Hãy cố gắng nhìn ra các điểm càng xa càng tốt. Tập trung tầm mắt vào những nơi xa bên ngoài cửa sổ xe có thể giúp não xác định các tín hiệu chính xác rằng bạn đang di chuyển. Nên ngồi thẳng, nhìn về phía trước và nhìn ra xa. Không nên ngồi ngược hướng xe chạy, ngồi nghiêng lệch sang hai bên hoặc liên tục ngọ nguậy quá nhiều trên xe. Di chuyển qua lại cũng sẽ gây chóng mặt. Gừng. Bạn nên đặt sẵn miếng gừng trong tay. Khi cần thì đặt ngay dưới mũi để mùi hăng cay bay vào mũi, hoặc dùng băng dính dán miếng gừng lên trên rốn cũng giúp chống say. Trước khi khởi hành 30 phút, nên uống một cốc nước ấm pha với gừng. Nghiên cứu cho thấy 1 gram gừng khô có tác dụng chống nôn không kém thuốc mà không gây tác dụng phụ. Ốm yếu bệnh tật sẽ đến với bạn ngay lập tức nếu bạn làm những việc này mỗi ngày. Hiện nay, sức khỏe của đại đa số người đều giảm sút nhanh chóng, tỷ lệ mắc ung thư cao. Các chuyên gia cho rằng thói quen xấu chính là nguyên nhân, hay biết để phòng tránh sớm. Gần đây, các chuyên gia nghiên cứu ung thư nói rằng sức khỏe xấu, mang bệnh tật, tử vong sớm đa phần xuất phát từ những thói quen thiếu lành mạnh. Sau đây là những việc bạn nên hạn chế làm để không tự đẩy mình vào vòng xoáy nghiệt ngã của bệnh tật. Thứ nhất, nhịn đại tiện. Nếu bạn quá bận rộn hoặc nhất thời không tìm thấy nhà vệ sinh gần, bạn sẽ dễ nghĩ đến việc nhịn đi ngoài.
Qua thời gian, việc giữ phân lâu trong ruột sẽ là một vấn đề lớn. Phân chứa hydrosulfur, chất chuyển hóa cholesterol và chất gây ung thư khác. Nếu tích lũy trong ruột trong một thời gian dài, chúng sẽ tái hấp thu, kích thích niêm mạc ruột. Thứ hai, ngồi nhiều, lười vận động. Các chuyên gia Đức cho biết số lượng các tế bào miễn dịch tăng lên khi mức độ hoạt động tăng. Khi ít vận động thì các tế bào miễn dịch giảm, từ đó làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư. Các nhà y khoa Nhật Bản phát hiện ra rằng hầu hết các bệnh nhân ung thư dạ dày thường ăn quá nhiều và ít vận động. Còn các nghiên cứu của Mỹ đã chỉ ra rằng 40% đến 50% xác suất người ít vận động là ứng cử viên dự bị của nhóm người mắc bệnh ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt. Các chuyên gia khuyên rằng nên làm việc mỗi 2 giờ lại dành ra 15 phút để vận động. Thứ ba, tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi. Theo số liệu nghiên cứu lâm sàng, người hay tức giận, mệt mỏi sẽ làm cho nội tiết và hệ thống miễn dịch phấn khích và căng thẳng, là nguyên nhân quan trọng gây ra bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng. Làm việc quá cầu toàn, ủ rũ sẽ dễ gây ung thư dạ dày và ung thư tuyến tụy hơn. Thứ tư, uống nước quá nóng. Nhiều người có thói quen uống cà phê, trà hoặc nước lọc nóng, vừa thổi vừa uống như là một thú vui để thư giãn. Nhưng đây là thói quen tiềm ẩn nguy cơ gây ra bệnh ung thư thực quản. Bởi vì nước nóng sẽ đốt niêm mạc thực quản, gây viêm niêm mạc miệng, viêm thực quản. Theo thời gian, nó có thể trở thành ung thư. Khảo sát cho thấy, người hay uống trà nóng, ăn cháo nóng, có tỷ lệ mắc ung thư thực quản, bệnh ung thư miệng rất cao. Thứ năm, ăn ít rau củ quả. Việc ít ăn rau củ quả cũng mang lại những rắc rối cho cơ thể, là một trong những nguyên nhân gây béo phì. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì có sự liên quan đến ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và nhiều loại ung thư khác. Các loại trái cây và rau quả chứa rất nhiều chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột, loại bỏ các chất độc hại. Người không ăn trái cây và rau quả sẽ làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết. Không ăn đủ rau quả sẽ dẫn đến thiếu vitamin. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu beta carotene, tỷ lệ mắc ung thư phổi cao gấp 7 lần. Thiếu vitamin E, khả năng bị ung thư phổi, ung thư dạ dày rất lớn. Thiếu acid folic và vitamin B2 là một lý do quan trọng gây bệnh ung thư thực quản. Các chuyên gia khuyên rằng mỗi ngày nên ăn ít nhất 400g rau, không quá 75g thịt, tinh bột và nước vừa đủ là cách để tránh xa bệnh ung thư tốt nhất. Thứ 6, thức khuya. Nhiều người đã phải ở lại cả đêm để làm việc thêm giờ. Có những người thường xuyên ngồi muộn ở quán rượu, ăn đêm. Trung tâm nghiên cứu bệnh ung thư ở Anh đã tiến hành nghiên cứu số liệu trên toàn thế giới cho thấy trong 1.000 bệnh nhân ung thư từ 30 đến 50 tuổi, có 99,3% số người trong đó thức qua đêm, đến sáng hôm sau mới nghỉ ngơi. Các chuyên gia cho rằng thức muộn vào ban đêm sẽ gây ra rối loạn đồng hồ sinh học. Ánh sáng đèn làm hỏng quá trình hình thành chất melatonin của cơ thể vào ban đêm. Đây là chất bảo vệ chức năng miễn dịch quan trọng của cơ thể. Nếu không có nó, sẽ dễ dàng gây bệnh bạch cầu, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, vân vân. Thức khuya là tốt nhất không vượt quá 11 giờ đêm. Thứ 7, hút thuốc thụ động, hít khói thuốc. Hút thuốc gây ung thư phổi, nhưng cũng gây ra bệnh ung thư vòm họng, ung thư miệng, ung thư thực quản và thậm chí cả ung thư bàng quang, ung thư thận, ung thư tuyến tụy và ung thư dạ dày, vân vân. Các chuyên gia ví von, người nào cầm một điếu thuốc trong tay thì toàn thân đau khổ. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hít khói thuốc thụ động gây hại cho cơ thể còn ở mức tồi tệ hơn. Xuất hiện quầng thâm dưới mắt, có thể bạn đang mắc phải một trong năm vấn đề sức khỏe này. Không phải chỉ do thói quen thức khuya hay ngủ thiếu giấc
mà hiện tượng này còn là một dấu hiệu cảnh báo sức khỏe mà bạn không ngờ tới. Kinh nguyệt không đều, hội con gái cần hết sức chú ý nếu thấy có hiện tượng quầng thâm dưới mắt trong một thời gian dài, bởi nó có thể là một dấu hiệu cảnh báo cơ thể bị rối loạn nội tiết tố hoặc do kinh nguyệt không đều. Vào kỳ đèn đỏ, khi thấy lượng kinh nguyệt tiết ra quá nhiều hay những ai có hiện tượng xuất huyết tử cung thì rất dễ bị quầng thâm dưới mắt. Lúc này, bạn nên điều tiết kinh nguyệt dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa để sức khỏe dần trở về trạng thái ổn định. Từ đó, quầng thâm dưới mắt cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Thận hoạt động kém. Một số bệnh về thận như viêm cầu thận, sỏi thận, v.v. có thể báo hiệu qua quầng mắt của người bệnh. Việc gặp phải tình trạng này là do chức năng thận trong cơ thể suy yếu. Theo thời gian thì nó còn lan sang các vùng da khác. Ngay khi gặp phải hiện tượng quầng thâm dưới mắt trong suốt thời gian dài thì bạn nên chủ động đi xét nghiệm nước tiểu, siêu âm thận để xác định rõ cơ thể đang mắc bệnh gì, từ đó có phương hướng điều trị đúng cách. Thiếu máu. Do nồng độ sắt trong cơ thể quá thấp nên có thể gây ra hiện tượng quầng thâm dưới mắt. Mặt khác, thiếu máu cũng gây ra tình trạng thiếu oxy để cung cấp cho toàn cơ thể. Do đó, bạn nên thay đổi chế độ ăn uống bằng cách bổ sung nhiều rau lá xanh giàu sắt như rau bina, bông cải xanh, cải xoăn, v.v. để tăng lượng sắt cho cơ thể. Viêm gan. Khi chức năng gan không hoạt động bình thường trong suốt một thời gian dài thì hiện tượng quầng thâm dưới mắt sẽ xuất hiện lâu hơn. Đôi khi nó cũng có thể là một biểu hiện của bệnh gan mãn tính. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần giảm áp lực lên gan, đồng thời bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để khôi phục các tế bào gan bị tổn thương và khôi phục cả chức năng hoạt động của gan. Dị ứng mũi. Nếu sáng nào ngủ dậy, bạn cũng nắc xì hay chảy nước mũi suốt một thời gian dài, thì tĩnh mạch phía dưới mắt sẽ bị ảnh hưởng, từ đó làm xuất hiện quầng thâm mắt. Đặc biệt, khi mũi bạn quá nhạy cảm hay dễ bị viêm nhiễm, dị ứng thì tình trạng quầng thâm dưới mắt lại càng dễ xảy ra. Với những người thường xuyên dị ứng mũi thì cần tránh tiếp xúc với nơi có khói mù mịt buổi sáng sớm và tối muộn, cần chú ý sức khỏe để không bị nhiễm lạnh sẽ dễ kích thích khí quản gây hắt xì. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.